Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng giao thông chất lượng chưa cao đang ảnh hưởng tới hoạt động giao thương ở đồng bằng sông Cửu Long. Quốc lộ 80 là một huyết mạch nối giữa 4 tỉnh là Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang. Tuy nhiên, ở một số đoạn thì nhiều chiếc cầu có sức tải thấp nằm liên tiếp trong một đoạn đường ngắn đang khiến các xe tải vận chuyển hàng hóa qua đây gặp nhiều khó khăn và liên tục bị xử phạt. Vấn đề đặt ra là mặc dù các xe thực hiện đúng quy định về trọng tải, nhưng sức tải của một số cây cầu thì lại thấp hơn mức này. Phóng viên VTC16 đã có mặt và ghi nhận những bức xúc của các doanh nghiệp trên địa bàn. Những chiếc xe này đang thực hiện đúng những quy định về trọng tải theo những quy định mới. Theo đó thì phí vận chuyển của mỗi xe có thể bị giảm hơn 16 triệu đồng trong một tháng so với trước khi có quy định thắt chặt về trọng tải xe. Trọng tải của chiếc xe này là hơn 24 tấn, đúng theo các quy định mới. Tuy nhiên, ở một số cầu mà xe đã đi qua, trọng tải tối đa cho phép chỉ là 20 tấn. Là cái xác xe tôi bây giờ là nó 12 tấn, chứ cái lưu hành của tôi là 12 tấn rưỡi, tổng cái lưu trọng tải nó là 24 tấn rưỡi. Lúc nào cũng phải bị quá tải cầu rồi, cầu có 20 tấn thôi. Còn này mình chở tới đủ tải là 12 tấn rưỡi, chứ cái xác 12 tấn nó là 24 tấn rưỡi rồi. Là mình chưa nó 4 tấn rưỡi là bị phạt. Thưa quý vị, xe chở đúng tải, tuy nhiên một số cây cầu trên quốc lộ 80 qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thì lại có tải trọng rất là thấp. Điều này khiến cho các nhà xe bị phạt. Sự không đồng bộ giữa các quy định cũng như là thực tế tải trọng của các xe khiến cho các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện cảm thấy vô cùng bức xúc. Doanh nghiệp này một tháng có hơn 7.000 tấn hàng hóa đi ngang quốc lộ 80 trên địa bàn huyện Châu Thành. Trước đó, một trong những đơn vị vận tải cho doanh nghiệp này đã gửi đơn xin tạm ngừng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ vì lý do không có xe phù hợp để vận chuyển theo quy định tải trọng cầu. Theo tính toán, doanh nghiệp sẽ phải chịu tốn thêm hàng trăm triệu đồng phục vụ cho việc san xe. Bị phạt ngoài cái chuyện đóng tiền có khi phải bị giữ bằng lái. Thành thử ra phải dùng cái biện pháp là san xe. Mà điều đó là rất là vất vả, vừa tốn kém vừa chậm chạp. Có những cái loại hàng hóa mà người ta có thể sang xe, nhưng có những loại hàng hóa thì không thể sang xe được. Ví dụ như những cái container mà đông lạnh cá. Như vậy thì xe không quá tải nhưng mà cầu thiếu tải, thì cầu phạt xe. Cái điều này cũng tạo nên cái sự rất là bức xúc cho các doanh nghiệp và các cái ngành vận tải trong tỉnh. Theo các nhà kinh tế khu vực phía Tây Nam Bộ, các tỉnh hiện nay đang kêu gọi doanh nghiệp khắp nơi đầu tư vào địa phương để phát triển kinh tế. Nhưng với việc quy định tải trọng cầu và xe không phù hợp, đang tự trói chân nhà đầu tư. Con đường đó là con đường huyết mạch để các doanh nghiệp vận chuyển. Thì trong cái thứ tự ưu tiên, các nhà đầu tư cần phải xếp nó lên. Đầu tiên, phải có cái sự phối hợp hết sức là chặt chẽ giữa các ngành với nhau, các ngành sản xuất, các ngành hỗ trợ như là giao thông, cũng như sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, cũng như là bộ ngành trong việc ưu tiên giải quyết, chọn lựa những công trình bức xúc để đáp ứng nhu cầu trước mắt cho doanh nghiệp. Đặt trạm cân tải trọng là một trong những quy định đúng đắn của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc xử lý vi phạm. Từ câu chuyện tải trọng, xe và cầu khác nhau gây bức xúc cho doanh nghiệp trên quốc lộ 80. Thiết nghĩ các nhà quản lý cần phải có một hướng giải quyết nhanh chóng để đem lại lòng tin cho doanh nghiệp đầu tư.